Phật Sơn xin chào bà con ha. Bà con mình hỏi là máy massage xung điện có nhiều chức năng hay không và chức năng nó làm gì? Đó. Thì đối với cái máy xài pin sạc như vậy nè, đó nó có những cái chức năng riêng biệt. A B C D E F là 6 rồi. Thêm cái on là 8 chức năng. Đó. Còn cái máy xài pin thường nó chỉ có 3 chức năng thôi, dòng truyền thống ha. A B C. Vậy chức năng nó là gì? Có nghĩa là cái xung điện á, khi mà nó giật nó sẽ kéo dài ra chút, nó kích thích á. Ví dụ một cái nhịp ngắn hoặc là nhịp dài, hoặc là kết hợp giữa một nhịp ngắn, hai nhịp dài, hoặc là ba nhịp ngắn, một nhịp dài, thì càng nhiều chức năng thì nó sẽ luân phiên ở chỗ là nhịp ngắn và nhịp dài. Cô chú ha, cái đó là cái chế độ. Còn bên đây là cái chỗ cường độ mạnh yếu, tức là cũng bao nhiêu nhịp đó nhưng mà nó giật mạnh lên hoặc là giảm xuống. Đó, tức là một là cái cường độ mạnh yếu là mình chỉnh mạnh yếu, và cái thứ hai là chọn chức năng là kích thích. Kích thích là đều đều, ngắn 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 ngắn, hoặc là dài dài dài, hoặc là ngắn dài ngắn dài. Thì càng nhiều chức năng thì cũng là chỉ luân phiên như vậy thôi, nên là nếu mà mình thích đơn giản cái dòng này thì nó sẽ giá tiền thấp hơn một chút, 3 chức năng thôi. Còn dòng này 7 chức năng. Bên cạnh đó có những hãng rất là nhiều chức năng, là nhiều đúc nhấn ở chỗ là từng cái chức năng riêng biệt nhưng mà cũng xuất phát từ kích thích ngắn và dài như vậy, cô chú anh chị ha. Ví dụ giống như mình kích thích ngắn quá thì mình sẽ cảm thấy quen, mình cảm thấy nhàm chán, thì mình có thể chọn những dòng đa chức năng như vậy. Nhưng mà Hoàng Sơn thấy mặc dù có 3 chức năng nhưng mà cũng cơ bản đã đủ rồi ha. Rồi cô chú anh chị mình ha, chức năng là kích thích xung điện ngắn dài, và cái thứ hai là chỉnh cường độ, cái này cũng vậy. Mod là chỉnh chức năng ngắn dài hoặc là ngắn dài luân phiên, và cái cường độ mạnh yếu ha. Rồi đó là giải thích cho cô chú anh chị mình thắc mắc là có bao nhiêu chức năng đó, để ví dụ ông bà mình thích những cái chức năng nào thì mình để đúng chức năng đó mà mình xài, hoặc là mình có thể thay phiên để cho mình đỡ nhàm chán ha. Rồi tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.